22 chuyện ngắn là 22 câu chuyện về các mối quan hệ, những câu chuyện rất đỗi bình dị trong gia đình, nhưng qua cách kể của Raymond Carver thì lại khiến cho người đọc cảm thấy lạ lùng, có khi ớn lạnh, thậm chí là sợ hãi. Văn Carver sắc lẹm nhưng không thu mình lại quá mức, và không ít lần ông đắm mình cùng cỏ cây, hoa lá, miêu tả rất hay các cảnh trí thiên nhiên như con suối, câu cá hồi trong chuyện Không Ai Nói Gì. Có những lúc chuyện của Carver chỉ là lời kể của một cô gái về một thực khách đặc biệt to béo. Lại có lúc ông viết về một cặp hàng xóm được một cặp hàng xóm khác nhờ trông nhà hộ trong lúc họ đi vắng. Từ đó mà nảy sinh những cảm giác rất đặc biệt về cuộc sống và quan hệ vợ chồng. Nhân vật của Raymond Carver thường có những cơn bộc phát tình cảm xuất phát từ tác động của ngoại cảnh. Những phản ứng đó nhiều khi mãnh liệt đến tàn bạo. Những nỗi cô đơn tuyệt cùng đến mức phải dùng điện thoại tìm kiếm những người không quen để có được một câu chuyện qua lại. Carver đặc biệt thích khai thác các tình huống xảy ra giữa hai cặp vợ chồng, có những khía cạnh tình cảm nhỏ nhặt nhưng được ông đi sâu mô tả hết sức tinh tế, làm nổi bật những gì bình thường vẫn được che giấu, tạo cảm giác về một điều sợ hãi, một nỗi hoang mang mơ hồ lẩn quất, những điều vô hình nhưng nhiều sức mạnh, có khi gây ra được những bạo liệt bất ngờ. Cuộc sống với những điều nhỏ nhặt nhàm chán qua lăng kính của Raymond Carver bỗng thật sống động, và sự yên bình đơn điệu thường ngày có thể vụt biến thành những hiểm họa kinh khủng. Đặc biệt, chuyện ngắn mang tên chung của cả tập Em Làm Ơn Im Đi Được Không là một cuộc phẫu thuật tài tình mà Raymond Carver dùng để phân tích cuộc sống gia đình. Ông chỉ cho độc giả thấy rằng bất kỳ gia đình bình thường nào cũng mang trong mình các mầm mống của bất trắc khó lường, cũng có những khoảng tối mà người ta hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần nhìn vào đó sâu và kỹ càng hơn một chút là tức khắc xuất hiện những vấn đề không nhỏ, thậm chí nan giải. Câu chuyện là sự kết tinh của tài dựng chuyện cũng như khả năng quan sát và miêu tả tuyệt vời của Raymond Carver, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Mỹ trong thế kỷ vừa qua. Đúng như nhận xét trên tờ Dallas Morning News, ít có nhà văn nào sánh được với phong cách và ngôn ngữ của Raymond Carver. Trong chuyện của ông, có thể nghe được giọng những nhà kể chuyện khác mà đã được tin cậy, giọng kể và cách tả lời cuốn của Chekhov, đối thoại vòng đồng tâm kiểu Hemingway, lời nói đặc mỹ của Sherwood Anderson và Ray Lardner, những khoảnh khắc khải ngộ như trong Người Dublin của James Joyce và sự soi sáng của George Steinbeck.